Chào anh chị đã đến với khu đô thị Vinhome Ocean Park Hưng Yên, hay chúng ta có một cái tên khác là Vinhome Dream City Hưng Yên, hay Vinhome gì Empire tại Hưng Yên. Đây là một siêu dự án khu đô thị sinh thái có quy mô tại rất là khủng tại tỉnh Hưng Yên và do tập đoàn Vingroup xây dựng đầu tư phát triển với mong muốn xây dựng lên một cái khu đô thị mới với đẳng cấp mới, trở thành cái biểu tượng của tỉnh Hưng Yên. Và trên màn hình thì anh chị đang được nhìn thấy chúng ta có một cái hồ tạo sóng. Đây là công trình điểm nhấn lớn nhất của dự án. Và với một vị trí vô cùng đắc địa thì Vinhome Ocean Park Hưng Yên do Côn Tích Công đang thi công và đơn vị quản lý sẽ là Vinhome. Tổng quy mô của dự án lên đến 486 hectare. Quy mô dân số dự kiến sẽ khoảng 65.000 người và tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Với mật độ xây dựng thì dự kiến sẽ khoảng 33%. Chúng ta có rất nhiều các loại hình sản phẩm về bất động sản tại đây. Trong đó thì sẽ có chung cư, biệt thự, liền kề và shop house. Hiện tại thì công trình đang thi công để hoàn thiện khu vực hồ tạo sóng và dự kiến sẽ đưa vào khai trương sớm để đón một lượng khách tham quan. Các nhà đầu tư sẽ đến với Vinhome Ocean Park Hưng Yên để đầu tư và lựa chọn những loại hình sản phẩm phù hợp. Và khi Vinhome đi đến đâu thì chúng ta biết rằng là Vinhome luôn tạo ra những khu đô thị cực kỳ lớn với hạ tầng xung quanh, với những sản phẩm bất động sản, và nó sẽ gần như là làm nổi bật cái khu vực đó. Điển hình thì chúng ta đã biết là Vinhome Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội, khi mà dự án bắt đầu triển khai và tính đến cho đến thời điểm hiện tại thì đây tại Vinhome Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội đã trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua và liên tục được nhắc tới tại thủ đô Hà Nội. Và với Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park tại Hưng Yên thì chúng ta sẽ có những công trình mới của Vingroup và vừa có thể đầu tư, và anh chị nào mua để ở thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn hoàn hảo để cho chúng ta có một dự án tại một tỉnh lẻ tiếp giáp với Hà Nội và có cái quy mô phải nói là tầm cỡ, có thể nói là lớn nhất của khu vực phía Bắc. Vì ngay cạnh Vinhome Ocean Park, Vinhome Hưng Yên này thì chúng ta sẽ có một dự án của Vinhome Đại An nữa. Và Vinhome Ocean Park Hưng Yên thực sự là một cái khu đô thị trong mơ khi sở hữu những hàng loạt các mô hình nhà ở cao cấp và đa dạng, và mỗi một loại sản phẩm thì đều đáp ứng được cái nhu cầu hoàn hảo để sử dụng cho những cư dân tương lai. Chính vì vậy mà Vinhome Ocean Park Hưng Yên không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn chính là cái cơ hội đầu tư tiềm năng dành cho các nhà đầu tư. Và tại đây thì chủ đầu tư Vingroup sẽ ra mắt sớm trong khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này, với rất nhiều các loại hình sản phẩm và cũng rất đa dạng để anh chị có thể đầu tư sở hữu một sản phẩm tại đây. Và trong trong Vinhome Ocean Park Hưng Yên thì chúng ta có một cái tên dự án là Vinhome Dream City, một thành phố trong mơ. Thì tại dự án, khách hàng sẽ được chạm vào những cái tiện ích gọi là cao cấp và đồng bộ nhất
của tập đoàn VinGroup mang lại cho một dự án bất động sản, cho những cái vị khách hàng, những cư dân tại những khu vực mà thương hiệu của VinGroup đi đến. Và về tập đoàn VinGroup và thương hiệu VinHome thì chúng ta không phải nói quá nhiều, vì đây là một cái thương hiệu đi đầu của bất động sản đô thị. Và tại VinHome Ocean Park Hưng Yên thì chúng ta sẽ có các cái phân khu với các cái nét kiến trúc khác nhau. Chúng ta có phân khu cọ xanh thì mẫu kiến trúc sẽ là Morocco với các mô hình như shop house liền kề. Phân khu trà là thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như shop house liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Phân khu đảo dừa thì chúng ta sẽ có kiến trúc Hy Lạp với các biệt thự song lập, đơn lập, tứ lập, shop house và liền kề. Ngoài ra thì những cái phân khu như Hải Âu chúng ta sẽ có kiến trúc Morocco và các loại hình như biệt thự song lập, tứ lập, đơn lập. Phân khu Ngọc Trai thì sẽ có song lập, đơn lập và phân khu Sao Biển, Kinh Đô Ánh Sáng thì chúng ta sẽ có mẫu kiến trúc của Pháp, song lập và shop house. Đây là những cái thông tin cơ bản về dự án VinHome The Empire tại Hưng Yên. Và đặc biệt thì khu đô thị VinHome Ocean Park 2 này thì sẽ là tuyến đường vành đai 3.5 đã được phê duyệt quy hoạch và cấm mốc giới. Và đây sẽ là tuyến đường sẽ mang lại cú hích mạnh về hạ tầng giao thông cũng như là sự phát triển cho bất động sản trong tương lai. Từ dự án VinHome Ocean Park Hưng Yên thì chúng ta có thể dễ dàng kết nối ra VinHome Ocean Park tại Gia Lâm hay các tuyến đường quốc lộ 5A 5B cách đại siêu thị Ion Mall Long Biên khoảng 8 km và dễ dàng kết nối đi các cái tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam. Đây là những cái thông tin cơ bản về dự án VinHome The Empire. Và dự kiến thì cuối tháng 4 và đầu tháng 5 chúng ta sẽ có thêm những thông tin chi tiết về dự án với những cái thông số cũng như là sản phẩm cụ thể. Và 7 cái phong cách thiết kế tại VinHome Ocean Park Hưng Yên thì chúng ta vừa liệt kê ở phía trên, với địa trung hải, phong cách Morocco, phong cách Pháp, phong cách Pháp cổ, phong cách Đông Dương, phong cách Monaco và phong cách Venice. Mỗi một phân khu đều có những cái nét kiến trúc riêng và đầy đủ tiện ích, tạo nên những cái nét độc đáo và hiếm có cho sản phẩm bất động sản của VinHome Dream City Hưng Yên. Và đây là những hình ảnh tiến độ mới nhất được quay vào những ngày cuối tháng 4 của năm 2022. VinGroup thì luôn nổi tiếng với gọi là thần tốc rồi, thi công thần tốc, và sản phẩm của tập đoàn VinGroup thì cũng bán rất là nhanh, đặc biệt là các cái phân khu thấp tầng. Và anh chị nào quan tâm để đầu tư về một sản phẩm của tập đoàn VinGroup tại Hưng Yên với dự án VinHome Dream City Hưng Yên thì anh chị có thể liên hệ theo hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn và có thể lựa chọn được những sản phẩm đầu tư cũng như là sở hữu tại dự án này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn. Xin chào và hẹn gặp lại.